đây con, đừng đưa cái vú ra, ta cười chết. Đã, đưa đây, đưa. Mẹ cái này mẹ có nghe mẹ. Hả, cái nào? Này đi làm chú gì, cái này mẹ có nghe mẹ. Không, mẹ không cắt. Chú quay mạnh đi. Không quay vào, bà ta là gì? Ani, 영상 다 보였으니까 영상을 편집해달라고. 이걸 가위로 쫙 잘라달라는 줄 깜짝 놀랐는데. 꼬조 아이 집 chưa cô chú? Chụp rồi đó, cô chú chụp rồi đó, về ăn cơm đi con. Nó lên mà nó đòi chụp hình nền đủ kiểu các kiểu hết trơn á cô chú ơi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào mình nè. Xin chào các bạn yêu, chào các nhà yêu. Hôm nay là ăn thịt bò cay. Thịt vịt. Thịt vịt. Cay. Ừ, thịt vịt xào cay. Sao vậy? Cùng. Bậy, có mùi cái nước nó cay lắm, mình còn ăn cái thịt đi. Nè, mơ có. Ừ. À, cả nhà ơi, hôm nay mình ăn thịt vịt xào cay kiểu Hàn Quốc nè con. Nó vậy con. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Cho ngon ba. À. Xin cảm ơn Việt Nam, xin cảm ơn MC England. Hôm nay á là cái chương trình mình quay mẹ chồng nàng dâu hôm bữa đó cả nhà, hôm nay bên bên trang của mẹ chồng nàng dâu bên Việt Nam á up lên nè cả nhà, mới up lên xong rồi mình coi, mình cho Barbie coi, nhưng mà Barbie nói là cảm ơn Việt Nam tại Barbie không có biết nói nhiều tiếng Việt Nam á cả nhà, cho nên là cảm ơn Việt Nam đi, cảm ơn ekip, cảm ơn chương trình của Trang Mẹ Chồng Nàng Dâu và cảm ơn MC Quyền Linh rất là nhiều luôn. Bi cảm ơn chú Quyền Linh đi. Bi cảm ơn chú Quyền Linh. Xin chào nhìn năm, xin chào hạt lót, cô chú, mẹ ba. Xin chào Quyền Linh. Trời ơi, xin chào Quyền Linh, xin chào chú Quyền Linh. Xin cảm ơn chú Quyền Linh. Xin quý á. Mình mua lóc sẵn luôn. Lóc sẵn cái miếng thịt vịt này nè cả nhà. Hôm nay tính nước mà mình nói thấy xào nó ăn ngon hơn nè. Xong rồi xào cay luôn. Tại ăn uống nướng hoài á. Tại nhiều người hỏi mình á, sao thấy không ăn cơm? Ăn cơm á cả nhà. Mới ra ăn cơm gạo tím nè, gạo trộn á, gạo lứt tím trộn với gạo tẻ, hai loại thôi là nấu rồi đó. Chắc là món nướng hoài hôm nay nè, hôm nay đổi món xào đi. Đi ngon. Ngon. Dạ. Yêu rồi. Đi coi mẹ. Ngon. Dạ. Mẹ hỏi ba. Dạ. Cay uống sữa vô là hết cay. Ngon biết không? Dạ. Nhưng mà nếu mà khen á, khen cái thịt vịt ngon á, là thịt vịt của Việt Nam mình mà vịt ở dưới quê đó nha, vịt nuôi chạy đồng á, vịt cho ăn nuôi bình thường ở dưới quê á, là nó ngon hơn vịt này nè. Vịt này giống như kiểu nuôi công nghiệp á, thịt cái thịt nó không có ngon bằng thịt quê mình đâu. Đúng rồi. Ừ. 우리는 이렇게 하는 게 난 제일 맛있는 것 같아. 응. 아니. 두 번째로 맛있는 것 같아. 첫 번째 베트남 그 바베큐 요리 제일 맛있어. 기억나? 나 너무 급하게 먹다 체해가지고 차에서 전 기억나요. 야, 그때 비가 4살 thôi. 에이, 3살 chứ. 그럼 3살 때. 3살. 3살. 그래? 난 몇 살인지 몰라. 괴로워.
Ôi, bà điên. Đừng đừng. Cái lúc đó là Bi mới có 3 tuổi thôi, về Việt Nam lần đó là chị Sáu của mình ở Sài Gòn quận 7 mua dịch quay, mà dịch quay lá mát mật, cái gì? Lá mốc mật. Cái ở trong có cái lá bỏ vô đó cả nhà, mát mật hay là mốc mật ta, để lâu lâu rồi tự nhiên quên. Mua dịch quay á ăn, ba Bi ngon quá, ăn quá trời ăn luôn. Cái sáng hôm sau bị ta kêu bằng là bị trúng thực á. Ói quá trời quá đất. Về quê 2 ngày không ăn được gì luôn á. Cái trận đó, đó quá trời mà. Nhưng mà phải khen là dịch qua Việt Nam mình ngon thật. Tại vì kinh tế mã xích gì? Thật bất nước. Ừ. Mình nói Hàn Quốc là người Việt Nam mà. Sao nói Hàn Quốc? Ba đâu nghe được tiếng Việt Nam đâu. Nên nói tiếng Hàn. Sáng chú nói như có bé chú. Bởi nhớ đâu còn đâu, nhà đâu còn. Cái này gói với lá cải bắc thảo luôn nha. Lá cải bắc thảo mà cái dạng mà cái bắp nhỏ cả nhà. Ăn ngon lắm. Ủa? Cái gì? Bị nói mà mẹ nói với Bị rồi. Ừ, con nói. Cô chú ơi, Bị nói là ở trên nhà là thả ai lựa chú. Cái gì? Muốn nhà là thả ai lựa chú. Nói cái gì vậy? Sao Bị 서귀포, 강남, 제주, 제주시, 인천, 강원도, 목포, 또 왜 그래? 또 tự nhiên sao kể tùm lum của tỉnh thành của Hàn Quốc vậy trời? Sao biết vậy? Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ, Bình Thạnh, Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột. Khác nhau. Ok, cái gì? Sốp Trăng là các bạn. Chịu gấp quá không nhớ. Sốp Trăng. Ở sao biết trời? Ở tất cả đặc sắc. Chúng ta ăn được. Mà Đà Nẵng. Đà Nẵng, Đà Nẵng. Hội An, Đà Nẵng. Phú Quốc. Phú Quốc. Cái nơi mà muốn đi nhất là không nhớ nè. Cả cô ship không có về ký ức ảnh đó. Phú Quốc. Kiên Giang, Phú Quốc. Hà Nội. Hà Nội. Hồ Chí Minh. Nè. Hấp là miền Tây. Miền Tây. Chào anh, em là con gái miền Tây. Muốn lên thành phố để có được cơm mấy ngày. Miền Tây. Chào anh, em là con gái miền Tây. Miền Tây. Ừ. Hai cha con ăn ý hết đó. Ba Bi cũng biết nhiều tỉnh thành của Việt Nam ha, biết cũng cũng bộn bộn rồi đó. Sapa. Sapa. Giống như chỗ nào mà mình không có nhắc tới thì ba Bi không biết. Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một là Bình Dương. Ừ. Phải nói là Bình Dương. Bình Dương không nhớ mà Thủ Dầu Một cũng nhớ. Sao cái phụ? Sao đang sùng lũng hoài trời, ta đang nói tiếng Việt Nam mà nói tiếng Hàn. Ô, Bi nhớ rồi, Bi nhớ rồi. Cái gì? Bi nhớ rồi, Bi biết rồi. Yên Trần. Biết rồi, thiệt. Hà Nội. Ừ, Hà Nội. Huế. Gì nữa? Quảng Châu. Hà Nội, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Ừ. Chế Chú Sĩ. Yên Trần. Quảng Ngân Đô. Bạch Chú Thần. Cô chú ơi, Kiên Giang là ở nhà. Nhà. Ông ngoại bà ngoại. Phải không? Đó. Kiên Giang. Kiên Giang. Kiên Giang với có con chó thế cưng nhiều bị bắt thử. Rồi ui. Rồi
맨 쪽, 맨 쪽. 원. 미. 세, 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 세. 오. 멍. 네, không có dịch bệnh nào là bây giờ chuẩn bị về đó cả nhà. Chuẩn bị về Việt Nam rồi đó. Ô, mẹ chú, mẹ chú. Mong. Wow. Cô chú ơi, cô chú là thích con chó không? Cô chú thích là bị nói chó. Càng lúc càng ăn lắm. Hả? Nó ừ. Về nhà vui à. Người có thương mẹ nhiều. Thương mẹ nhiều là bị thương mẹ nhiều hơn. Về nhà nhí cho chúng mất. Nhớ rồi vì bị thương con, mẹ bà thương con rồi thua. Con còn nhớ tiếng Nhật không? Dạ. Yeah. Con đâu con đọc cho con giúp đi. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bình nói 1, 2, 3, 4, 5. Đời mà mình tím, nếm 100. Thử. Trời ơi, Bi nói tiếng Việt Nam thì giỏi rồi. Bi liếm số, Bi giỏi rồi. Bi liếm số thử. Cô chú coi thử nha cô chú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 điểm. 100. Ồ. Điểm hơn 100 luôn á. Nói tiếng Anh. Bác gọi điểm 100 điểm 1, 100 điểm 2, 100 điểm 3, 100 điểm 3. 4, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 203, 204, 206. Càng lên cao càng khó hiểu. Không hiểu. 300 điểm, 300 điểm 1, 300 điểm 2, 300 điểm 3, 300 điểm 4. Bây giờ làm nhiều lắm thôi. Ừ, ba bị nhảy tới 9 rồi là bắt đầu lên 300. Ờ, tôi thuận đến cho lần nữa. Ờ, nhưng mà 90, đã 90개씩 어디 갔어? Con đến học cái tiếng nước ngoài nhanh hiểu lắm cả nhà. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. Next. Next line. Next line. 진짜네. 네, 뭐. 신자가 bác nhỏ nói tiếng Anh nước ngoài biết rồi chắc hết lớn quá. Xin chào tạm biệt cô chú và bye tiếp theo hôm nay đến câu hỏi trăm family nha và bye 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 cả nhà ơi bye bye apa thấy con làm ảnh được.